Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thức mà mình chăm sóc cái cây hoa hồng của mình. Nó nở hoa đẹp như thế này các bạn. Các bạn thấy trong cái nắng chiều rất lung linh. Đây là cái hồng cổ Sapa. Thì trước khi mà mình trồng các bạn cái cây này đó thì mình làm đất ở dưới đây, các bạn thấy không? Mình pha đó là chấu và chấu hung đen đó, và chấu đã được xử lý là với lại đất sạch, đất thịt là 50-50 đó, và trên mình phủ một cái lớp rơm như bạn thấy đây, nó lớp rơm để cho nó không có bị nóng cái phần đất ở dưới, và rễ nó không bị nóng và nó bị mất nước, cũng như là mình muốn giữ cái độ ẩm cho cái đất trong chậu để cho rễ nó không bị quá nóng, nó bị suy yếu. Và cái gốc thì mình làm rất là thông thoáng như bạn thấy đây, và mình tỉa cành và mình nhặt lá sâu thường xuyên các bạn. Lá sâu nào ra là mình vặt liền, mình bỏ vô cái túi zip lock và mình mang đi tiêu hủy đó. Và khi mà có nhện đỏ thường ở mặt dưới các bạn, nhện đỏ nó thích ăn cái lá lắm mà đó, thì nó mặt dưới và nó màu đỏ chi chít và cái trứng màu trắng á. Đó, và bọ chỉ thì thường nó đem, nó thích ăn những cái đọt non và những cái nụ của hoa các bạn. Và rệp sáp á, thì vừa có cái là mình trị ngay lập tức, thì mình sử dụng đầu tiên là nước vòi cao áp, mình xịt tóc các bạn từ dưới lên trên, và mình sử dụng cái vòi mà nó có cái đầu như này các bạn. Đó, cái đầu như này nè, đầu nó chỉa thì các bạn điều khiển được cái đầu nó, và mình xịt tóc từ dưới lên trên các bạn. Đó, với vòi cao áp nó rất là mạnh, và nếu mà nó rớt xuống và nó không có hết á, thì mình xịt lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư trong những cái ngày liên tiếp. Còn không hết nữa thì mình pha ba nước nóng 100 độ C và hai nước phần nước lạnh mình trộn chung, và vài giọt dầu ăn và xà bông rửa chén làm chất kích dính các bạn đó. Và trước khi mà mình trồng cái cây hồng cổ này các bạn, thì mình có ở phía dưới thì mình có đây là cái phân này, là phân hữu cơ, là rác nhà bếp đó bạn đó, và đất mình trộn với lại Chico Dema, mình trộn và mình ủ trong vòng khoảng 2 tháng nó hoai ra, thì mình bón lót ở phía dưới bạn đó, lót phía dưới. Và khi mà mình tỉa cành và vặt lá sâu á, sau mỗi đợt hoa đó, thì thường là mình củng cố bộ rễ bằng cái phân lân đơn màu xám bạn, để cho bộ rễ phát triển mạnh đó. Và sau khi mà bộ rễ phát triển mạnh á, thì mình sẽ bón thúc kali đó, kali các bạn mình sẽ bón thúc phân NPK để có chất đạm để cho bộ lá phát triển mạnh. Khi mà nó ra cái nụ mà nó chốt nụ và nó chốt nụ, để xem ra chốt hết rồi, nó chốt nụ và nó ra cái nụ ở trên đây các bạn, thì mình mới bón thúc kali màu cam, kali đơn, để cho cái hoa nó lớn và nó thắm màu, cũng như là nó chịu đựng được cái thời tiết mà như bạn biết là mấy ngày hôm nay á, thì trời ở đây rất là nóng các bạn. Nó đây là núi rừng nè, nó bạn thấy không, núi rừng là cháy luôn các bạn. Đó kia là cây bơ đó, thì để giúp cho cái cây hoa hồng của mình chịu được thời tiết nóng thất thường, có thể lên tới 41 độ C đó, thì mình bón kali ở dưới tăng cường thêm, ngoài cái việc mà giúp cho cái cây hoa hồng kết nụ và nó thắm màu và form chuẩn á, thì kali còn có giúp cho cây chịu được cái thời tiết khắc nghiệt của mùa hè này các bạn đó. Và mình cố gắng mình tưới á, thì mình tưới cái hoa hồng này, mình tưới là mình sẽ dùng ba loại nước bạn. Một là cái nước vo gạo, đặc biệt là gạo lứt các bạn. Đó, gạo lứt thì cái vỏ nó có vitamin B. Và thứ hai là nước chuối, vỏ chuối ngâm.
Đó, ngoài kia cái xô này kia bạn, cái xô này đó mình sẽ cho bạn coi cái xô chú ngâm mà mình thường tưới, tức là một lần trong một ngày. Và đây là nước mưa mình hứng rất nhiều bạn, đó mưa, trời mưa thì mình hứng, hứng mưa mình để dành mình tưới. Thì ba cái loại nước này thì nó rất tốt cho hoa hồng đó, và mình diệt sâu bọ ngay từ đầu các bạn đó, và mình bỏ zip lock mình để mình tiêu hủy đi. Đó là cái cách thức mà mình chăm sóc cái cây hoa hồng của mình. Nó tuy thể là nó không có lung linh lắm, nhưng mà nó không có suy và nó yếu. Và như là kia bạn thấy đó là cây hoa hồng cổ bạn, hồng nhung cổ vậy đó, bạn thấy không? Thì cái này bị bệnh rất là nặng và mình đã chữa trị. Và em ý nay em ý đã rất là lung linh, bạn thấy đây, đó lá dày mượt xanh bóng nó, và những cái lá này rất là bền, hơn 10 ngày trên cây rồi các bạn. Đó thì chia sẻ với các bạn một vài cái cách thức căn bản để mình giúp cho cây hoa hồng mình rất là khỏe mạnh trong mùa hè này, là cũng như là em ý tức là không có bị sâu bệnh tấn công. Tại vì mình thường là vừa có là mình diệt ngay lập tức các bạn, mình ngắt lá và mình diệt ngay lập tức để mình hạn chế tối đa là không có dùng cái những cái hóa chất mà độc hại như các bạn, hóa chất sinh học như là hóa học đó, kẹt lắm đó, thì mình mới dùng thôi các bạn, còn bình thường thì mình không dùng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp, và xin mến chào các bạn nha.